Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam. Cô chú anh chị ơi, thì sáng nay Nam có mặt tại cốc của Sư Chí Hải, cô chú anh chị. Thì sáng nay cũng 31 rồi, thì sau mấy ngày mà Nam ở miền Tây, đó là xuống nhà em lại, cô chú anh chị. Thì bữa nay Nam về đây cũng 3-4 ngày ha, 3 ngày à. Đó, thì Nam về hôm đây ngày hôm qua là đó, thì hôm nay Nam cập nhật buổi sáng của Sư Chí Hải cho cô chú anh chị mình xem ha. Sáng rồi chia sẻ cho bà con bác nha. Làm gì mà cầm điện thoại quay vô đồ ăn nói chuyện mình như thầy? Đây là cái đồ ăn đâu có sớm hả? Cúng dường của một Phật tử đó là bà Mười. Bà Mười gửi cúng dường giùm ha. Gửi cúng dường cho là Sư Chí Hải. Cho nên là thì Sư Chí Hải đang đi ra này cô chú chị. Trong mười mấy vị sư đó thì chỉ có Sư Chí Hải và Sư Minh Không là vẫn còn giữ giới là kiên định nhất. Giờ còn mấy sư kia thì do cũng điều kiện nó cũng hơi khó khăn đó cô chú chị, cũng bấp bênh cho nên cũng thấy thương mấy sư đó lắm. Em cầm giùm anh cái. Thì bây giờ anh Duy Minh sẽ cúng dường giùm cho bà Mười, cho sư đó, cô chú chị ơi. Dạ con chào sư ha. Nãy giờ đợi ngoài tưởng đâu bữa nay anh em kêu chắc sư không đi hay sao. Sư ra đi ra hơi trễ cô chú chị, rất là đẹp luôn quý cô chú chị, cũng giữ khoảng cách độ khoảng 5 mét để gặp chia sẻ mình chung cũng quay hơi xa xa chứ không bắt quay gần hộ sư quá cô chú chị, tổng thương cũng ủng hộ luôn cô chú chị ơi. Thì hôm qua thì mình cũng có đăng tải cái video hôm trước thì mình quay hơi nhiều quá thì mình để nó lại không đăng, tại vì mình đang chia ra đăng với cái chương trình, chứ đăng một ngày nhiều video quá cũng không được. Hôm nay trời nắng cũng đẹp quá, nước sư nó đi xa thì với mình cũng cập nhật cho bà con bác biết ha. Thì hôm qua cũng có một cái thông tin là sư Minh Túc và sư cô chú anh chị ơi, thì sư Minh sư Minh Túc và sư Tâm Dũng thì đang đi vô hành về Đồng Tháp đó cô chú anh chị. Thì nếu mà bà con cô bác mình hữu duyên gặp sư Minh Túc thì nhớ đảnh lễ và cúng dường cho sư, và đừng có đi theo hai sư nha. Thì cái thông tin Nam Nam đã biết bữa trước là hai sư bữa 29 thì hai sư đang đi trên tuyến lộ quốc lộ 80 đó, là đường về gần tới cầu Cao Lãnh đó quý vị. Còn sư Minh Khổ thì bây giờ là về lại quê nhà Cà Mau rồi đó, thì về lại địa phương tụ tập ở địa phương. Còn về sư Minh Nhận, sư Minh Nhận thì đang
ẩn tu rồi cô chú anh chị. Đó thì sư Minh Nhận thì cũng bình thường ha, mà Đại Nam cũng chia sẻ cho bà con mình biết luôn. Đó. Thì sư Minh Nhận cũng đã có chỗ nơi để ẩn tu rồi. Đó. Thì cũng có Phật tử trợ duyên hỗ trợ cho sư Minh Nhận đó cô chú anh chị. Không biết à, sư này đi ra ngoài hướng trước này, ra chỗ cũ đó, cô chú anh chị. Giờ Nam chạy xe theo thì có mấy ngày vừa qua thì khoảng có 10 ngày thì bà con cô bác mình rất quan tâm về sư Minh Nhận. Thì trên cái những cái video mà những người mà nói giúp trợ duyên giúp sư để đưa sư đi ẩn tu á cô chú vậy, thì một là điều nữa thì cũng tốt đẹp hết rồi cô chú chị ơi, mà đã Nam đang thắc mắc cái vấn đề này nè cô chú chị, để Nam tâm sự với cô chú chị mình biết luôn. Nam rất là thắc mắc tại sao những người đó muốn giúp sư đi ẩn tu mà lại quay video hoặc là quay cuộc gọi video để đăng lên để làm cái đó, là để làm cái mục đích gì ha. Đó thì những cái người đó thì mới biết được, còn mình ngoài cuộc thì mình có thể không biết. Nếu mà thật sự giúp sư Minh Nhận mà đi ẩn tu á, nếu người ta giúp bằng cái tâm á, là người ta sẽ không quay những hình ảnh đó người ta đăng lên đâu. Đó, còn lần này đăng lên đó, đăng lên như vậy thì có khác nào mà cái đó khác nào là đang hại sư chứ giúp sư gì. Đã người ta đã đi ẩn tu mà còn đi đăng lên nữa thì thôi, chứ theo Nam nghĩ á, những người đó chắc kiểu giống như là cá nhân thì phải, thì Nam cũng chia sẻ ngắn gọn thôi. Thì Nam cũng mong muốn bà con mình cứ ai những ai mà đang quan tâm tới sư Minh Nhận thì mọi người cứ yên tâm ha. Sư Minh Nhận thì tạm thời đã ẩn tu trong núi rồi cô chú anh chị. Cũng rất là tốt đẹp rồi. Thì còn sư Chí Hải thì ngày ngày vẫn đi khắc thực, đi bộ hành đó, trên con đường quê. Đó, riêng về sư Chí Hải theo Nam quan sát trong thời gian vừa qua là rất là kiên định nha, đó là người giữ giới rất rất tuyệt vời trong tất cả các các sư luôn á cô chú chị. Sư Minh Không cũng vậy, cũng giữ giới rất là kiên định. Rồi, rồi nắng chá luôn rồi chú chị ơi.
bữa nay thì chắc có lẽ là Trần Nam sẽ chia sẻ một vài video cuối của chúng chị. Thì Nam cũng có thể Nam tạm chia tay, có thể là không quay thời gian cũng vì lý do có một số việc của chúng chị. Thì bây giờ rồi Sư Chí Hải thì đang đi ra cái chỗ mà thỏ thịt. Chỗ thỏ thịt quen thuộc đó cô chú chị. Thì Sư Chí Hải thường thường thì có hai điểm thỏ thịt. Một là ở Bãi Đắc và hai là bên khu thành phố Buồn. Thì như tất cả cô chú chị mình cũng đã biết được mấy hai khu đó. Bữa nay thì thấm thoát cái cánh đồng lúa nó cũng lớn rất là nhanh nè cô chú chị. Không bao lâu nữa thì cũng sẽ chỗ đồng. Ngày chắc tầm khoảng cỡ nửa tháng 20 ngày hoặc là tháng đổ lại thôi thì lúa sẽ chỗ bông rồi. Nó quay lại rất là nhanh ha. Nhớ ngày nào lúa Nam quay những video đầu tiên á, lúa còn nhỏ xíu à. Đây của Sư Chí Hải thì rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Nhưng mà giờ trông thấy trong màu áo của tất cả các sư, thấy trong màu áo của Sư Chí Hải là rất là tuyệt vời. Đi dọc quanh qua những cánh đồng xong rồi mới ra lộ lớn, những đường rất là quanh co nhìn rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Dạ con chào bà nha. Trời ơi bà cúng giường cho sư nè cô chú anh chị. Sáng bà cúng gì cho sư sớm vậy bà? Dạ. À, năm nay là bao nhiêu xuân rồi? Nhiều. 75 hả? Hồi 75 sao còn đẹp như vậy? Trời ơi, khỏe. Khỏe. Vậy mà đẹp biết gì. Trời ơi, đẹp lão quá. Biết con ở đâu mà tên sớm vậy? Con hỏi thiệt bà nghe, con này thôi tới nhị tí xíu nha. Răng của bà là răng thiệt hay giả mà đều dạ, vậy? Dạ. Rồi tưởng đâu thiệt là đều lắm. Không như bà, con thấy bà 75 tuổi là bà vậy còn rất là khỏe lắm. Trình bà hướng về Phật rồi. Con dạ. Bà nó cũng về Phật là 80%. Thành ra cái đầu óc bà buông xả hết thoải mái. Dạ. Ngày chỉ bà ăn miếng tàu hủ thôi. Dạ. Thành ra dạ. Không nghĩ ngợi gì tiền bạc, không nghĩ gì hết. Dạ. Dạ. Nó buông xả là tất cả những cái gì mình cũng phải đều buông xả đúng không rồi, bà? Cái ai nói gì cũng kệ, ai mình vô nhà mình không thèm giả dạ. Ví dụ như lỡ có ai nói nặng nói nhẹ bà sao? Cũng hơi buồn 5 phút rồi cái mình nghĩ mình buông luôn. Dạ ồ, vậy, à, vậy là tốt đẹp quá ha bà. Thế nên mới được vậy, vậy chứ rồi. Bà trong người bà cũng bệnh nhiều lắm nè, tim nè, rồi máu mỡ nè, rồi huyết áp đủ thứ hết. Nhưng mà có một cái mình không nghĩ. Dạ.
là từ từ khi mà bà xem những cái video của là sư Minh Tuệ với là các sư đây bà mới có cái ý nghĩ như vậy hay là sao? Lâu rồi bà, lâu anh rồi. Trai con bà thằng Thư Út bên này nó là hơn 40 tuổi, nó anh trai mười mấy năm, cái bà hướng đẹp hơn. Dạ. Bà đi chùa, nên mình mới nhờ đi chùa cái thầy giảng mình nghe, mình mới từ từ mình học mình buông. Chứ trời tiền bạc là quý lắm chứ, mà bà giờ thiệt tình vậy chứ không có tiền gì hết. Bây giờ là có sức khỏe là với tinh thần mình là thoại là vui vẻ nhất là được ha bà. Tinh thần của bà là giờ cũng như bà không có lo. Cái uống thuốc thì có đứa con lo ăn, rồi thằng trai út đây thằng ăn chay rồi nó bán quán chay, cái rồi nó đem đồ về bà ăn bà khỏi lo gì, đâu có lo chi. Dạ, con nhớ có một câu là sư Minh Tuệ nói là với cái ông gì, ông có làm phước bao nhiêu đi nữa, cũng làm từ thiện bao nhiêu đi nữa, không bằng là mình là giữ giới. Đúng rồi. À, mình giữ giới thì mình bỏ được những cái tâm si nhỏ đó. Thôi chỉ năm giới thôi chứ còn thầy thì 30-40 giới, là cùng mình năm giới đó mình làm được thì. Như bà giờ tính queo rồi thời nhỏ tới giờ là bà không sát sanh đó, rồi giờ bà tuổi này rồi không lẽ bà đi lấy ai nữa mà phải phạm vào cái lỗi đó. Đó rồi cái tiền bạc mình buông luôn vậy khỏe quá. Thì con đã ở thành phố xuống sớm lắm hả? Con ở hồi tối con ở Sài Gòn. Vậy tối thành thủ xuống đây. Vậy là mới xuống lần ha, hai lần chứ ở đây hôm nay bà thấy đi cũng mấy chú rồi đó. Dạ con có đi ngang đây hoài tại bà không thấy. Thì thấy đi thôi đâu có. Cũng như sư đi qua cái gì cúng dường sư, cái sư đi đâu có dịp nói chuyện vậy đâu mà biết, có thấy mặt tụi con. Bà cho con hỏi là khi mà bà thấy những cái hình ảnh của các vị sư này mà đi trực tiếp ở ngoài đời như thế này, có cái cảm nghĩ của bà như thế nào đối với các vị sư? Bà thương lắm, tại bà nghĩ ngày tuổi là năm mấy 30, tối đa cũng là ba mấy tuổi phải không? Mà bây giờ con thấy xã hội bây giờ đó, nó thịt cá đồ, nó ăn sung mặc sướng đó. Mà dám buông bỏ hết mà quấn một cái y như vậy là bà trời ơi. Nhưng khi sư đi ngang đây bà ngó từ bước chân bà thương. Tại vì con thấy tuổi trẻ bây giờ mà những người thanh niên khác mà biểu quấn cái y vậy có quấn được đâu. Dạ đúng rồi bà. Đó bà nghĩ vậy, nhưng khi sư đi cái tự nhiên bà thấy mình nhìn bà đau trong lòng mình. Trời ơi thương quá. Vậy đó tội nghiệp. Tuổi trẻ mà con dù như 40-50 tuổi thì mình có trải nghiệm đời thì mình biết cái khổ. Cái khổ ha, hoặc là cái sung sướng, cái cực khổ như thế nào thì mình buông bỏ được. Còn này mới hăm mấy tuổi mà buông như vậy bà thương hết sức. Mà thương nhất là ông Minh Tuệ, trời ơi bà coi trên đài á, biết bao nhiêu ông thầy, ông nào cũng mập cũng khỏe, mà Minh Tuệ á, ngày có ông cử thành ra con thấy nó ốm sức khỏe, hốc hác. Mà cái tuổi đó là phải cái tuổi tròn trịa đó. Thì tại vì mấy ông kia ông ăn đầy đủ, nhà cao cửa rộng mà, thì ông phải mập hơn sư Minh Tuệ. Thương ghê. Tại vì bà rớt nước mắt, tuổi trẻ cái này nó khó buồn lắm. Nói với ăn, thí dụ con thấy bây giờ con biết con đi nhà hàng, đi vô những quán ăn đồ bắt đầu sang không, đâu có bỏ được mà hăm mấy tuổi mà bỏ được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bà tự nghĩ cái tâm bà. Tại vì thằng một Út bà nay nó 41 tuổi mà nó cũng buông bỏ, là không phải buông bỏ như Minh Tuệ, Chí Hải này, mà buông bỏ cái kiểu nó ăn chay. Nó ăn chay rồi nó làm thiện là bà cũng mừng ở trong tâm cái chỗ đó, rồi bà cũng đi theo nó luôn vậy đó. Vậy tụi con cũng đi tranh thủ sớm đứng từ thành phố xuống đây. Là cái kênh nào nè bà bắt lên lần đầu tiên xuống đây là Duy Minh. Minh. Đúng rồi. Bà có bắt con từ hồi mà trong nhà Chí Hải bước ra, rồi con quay đi dài lên đây rồi gặp anh Tú của Chí Minh, rồi gặp anh này. Cô chú chị thì Nam cũng xin phép kết thúc video của cô chú chị để cảm ơn tất cả bà con cô bác mình đã theo dõi kênh của Nam. Chúc tất cả mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha cô chú chị ơi. Nhớ thấy video hay với ý nghĩa thì nhớ đăng ký bấm like cho Trần Nam và xin chân thành cảm ơn.